Nhờ vắt nước cốt chanh vào ly nước này, người Việt thích dùng cây lá đông y để chữa bệnh vì chúng rẻ và đem lại nhiều công dụng cùng lúc. Chẳng hạn công thức dưới đây kết hợp giữa hạt chia và nước chanh không chỉ giúp giảm cân mà còn có nhiều tác dụng hữu ích khác. Thứ nước này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần hạt chia, chanh để ngăn ngừa bệnh cúm, ngăn mỡ tích tụ và thanh lọc cơ thể. Đó là lý do nhiều người bắt đầu ưa chuộng món uống này và tiêu thụ nó mỗi ngày. Nguyên liệu: một thìa hạt chia, một quả chanh vắt nước, một cốc rưỡi nước, một thìa mật ong. Cách làm: đầu tiên bạn ngâm hạt chia trong 1 giờ, sau thời gian này hạt chia sẽ nở ra giống như gel vì chúng rất giàu chất xơ. Bạn lọc bỏ hạt rồi hòa gel với nước cốt chanh và uống. Cho vào máy xay và xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp mịn đồng nhất. Uống vào mỗi buổi sáng, cho thêm một thìa mật ong nếu bạn muốn uống ngọt. Tác dụng của nước chanh, hạt chia: thức uống kỳ diệu này sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp bạn giảm cân dễ dàng và hiệu quả. Chanh chứa các đặc tính thanh lọc tự nhiên giúp loại bỏ độc tố, các hợp chất flavonoid trong chanh sẽ loại bỏ mỡ trong máu. Chưa kể chanh chứa rất ít calo, nhờ hàm lượng điện giải trong chanh mà nó giúp việc tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn vì chất điện giải kích thích sản xuất dịch vị. Chanh cũng giàu chất xơ không hòa tan giúp bạn lâu đói hơn. Trong khi đó, hạt chia cũng giúp loại bỏ độc tố và điều hòa nhu động ruột nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào trong nó. Hạt chia giúp làm giảm tình trạng đầy hơi, hàm lượng canxi dồi dào trong hạt chia thúc đẩy việc tiêu hóa tốt hơn. Thứ hạt nhỏ bé này giúp bạn mau no, giảm cảm giác lo lắng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tạo điều kiện cho cơ thể đốt mỡ bụng nhanh chóng. Để việc giảm cân đạt hiệu quả tốt nhất thì bên cạnh việc uống chanh và hạt chia để đốt mỡ, bạn cũng nên tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày để cơ thể săn chắc hơn. Ở công sở, bạn nên tận dụng thời gian để đứng lên, đi lại, chứ đừng ngồi suốt bạn nhé. Đặc biệt là uống nhiều nước đấy. Chúc các bạn giảm cân thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.